để ép được cái túi như thế này thì chúng ta sẽ cắt trước một miếng đáp keo mè nhé, khoảng chừng 6 phân cho tới 7 phân. Sau đó các bạn ép nó xuống cái thân quần phía mặt trái đây, sau đó chúng ta gập xuống như thế này, ủi mịn và chúng ta may cái đường bên ngoài đây nhé. Đây là cái túi quần, chúng ta làm dấu như thế này, kẻ một đường thẳng xéo như thế này và mặt ngoài chúng ta cũng sang lại đường phấn nhé, mé mặt ngoài như thế này nhé. Chúng ta đặt cái miếng keo lên trên đây và chúng ta ép nó xuống. Ép xong rồi các bạn lật mặt phải xuống cho mình nhé. Và các bạn ủi cho mình. Chúng ta sẽ dùng cái mền ở dưới hoặc là những cái gối ủi như thế này nhé. Chúng ta ủi. Chúng ta ủi cho nó êm xuống như thế này. Sau khi chúng ta ủi xong thì những cái bạn đang mới tập tành thì các bạn hay bị lộn, cho nên chúng ta sẽ đặt hai cái bên miệng túi quần làm sao nó xéo với nhau như thế này. Đây, hai bên hông quần nó như thế này nhé. Đó. Chúng ta gấp vào thì nó sẽ xéo cân xứng với nhau như thế này, thì cái quần khi chúng ta may lên nó sẽ không bị ngược túi nhé. Và đây là mặt phải nhé các bạn. Mặt trái thì mình ủi gấp vào trong đây này. Các bạn nhớ cho mình nhé. Đây là mặt trái. Bây giờ chúng ta đi may nhé. Đây là cái túi quần nha các bạn. Đó. Chúng ta sẽ cắt liền vải luôn như thế này. Và chúng ta may theo cái cách này thì chúng ta không cần phải dùng cái miếng đáp lót bên trong. Nếu như chúng ta dùng cái miếng đáp bên trong thì cái phần nửa phần bên này chúng ta sẽ cắt rời ra và chúng ta làm bằng vải khác để cho nó mềm, nó êm, áp dụng với vải cứng. Còn chất liệu vải mà co giãn, chất liệu vải giãn nhẹ bình thường này, không có quá cứng, quá thô thì chúng ta làm hai lớp vải như thế này. Và các bạn may cái miệng túi vào cho mình thì các bạn lấy cho mình mặt trái nhé, mặt trái của cái túi quần này này. Chúng ta đặt lên cái mặt trái của cái thân quần chúng ta vừa mới ủi đây. Đây nha các bạn. Đây chúng ta vừa mới ủi mặt trái đây nhé. Đây là mặt trái. Thì chúng ta lấy mặt trái úp với mặt trái nhé. Và chúng ta may lượt một cái đường mí sát với cái đường phấn này. Đấy, chúng ta may sát với cái đường phấn mà chúng ta lượt sát vào đây nhé. Sát vào đường phấn ở bên trong trừ khoảng 0,2 cho tới 0,3 ly để khi chúng ta lận nó xuống như thế này thì nó êm nhé. Chúng ta sẽ may lượt như thế này này. Đó. Đây được cái đường chỉ lượt nhé, nó sát như thế này. Và bây giờ chúng ta gập đôi nó xuống. Chúng ta may một chân vịt ở cái đường miệng túi này nhé. Một đường chân vịt. Như vậy chúng ta đã được cái miệng túi quần nó êm như thế này này. Đây, các bạn nhìn xem. Mình chưa cần phải ủi nhưng cái đường túi quần nó sẽ nằm êm như thế này. Đây các bạn ạ. Và để cái mặt trong ấy nó không cứng thì các bạn cắt cho mình cái phía trong này nhé, cái lớp bên trong này này, cái mặt túi bên ngoài các bạn để im cho mình, còn cái phía bên trong này, cái miếng xéo bên trong này các bạn cắt đi cho mình một miếng nhé, và bên ngoài các bạn để lại nhé. Đây các bạn rong bớt đi cho mình.
sát với cái đường may để cho nó êm nhé. Đây các bạn lấy ra cho mình. Đó các bạn nhìn coi. Mình may lên thì chưa cần phải ủi nhưng nó đã êm được cái đường chỉ này. Nó không bị vặn, bị bay, bị dão cái miệng túi quần nhé. Đây là cách đơn giản mình chỉ cho các bạn mới thực hành may vá. Các bạn có cái mẹo may túi quần không bị bay dão, không bị vênh nhé. Thẳng tưng như thế này. Các bạn áp dụng theo cái cách làm của mình cho dễ nhé. Sau đó thì các bạn đặt lại cái miệng túi cho mình. Đó, các bạn đặt cho mình cho nó êm nhé. Các bạn đặt lên trên vải này cho mình. Thì cái góc xéo này là cái miệng túi nhá. Thì các bạn căn sao cho mình là cái mép túi này nó bằng nhau này. Rồi cái phần trên lưng này cái mép túi nó cũng bằng nhau mà nó êm này. Đó. Cái độ cong này của cái thân quần thì nó vẫn còn nhá. Tại vì khi chúng ta cắt cái túi chúng ta sẽ căn theo cái đường cong của cái thân quần. Cho nên cái dáng quần là vẫn y nguyên. Khi chúng ta cắt cái túi chúng ta may vào xong thì cái miệng túi và cái thân quần nó vẫn y chang như nhau, nó sẽ không bị dư thừa một chỗ nào như các bạn nhé. Đây các bạn căn cho mình đây hai cái mép túi này ở dưới đây nó bằng nhau này, và cái trên lưng quần khi chúng ta đặt cái túi xuống thế này này nó êm này, thì chúng ta gấp đôi lại nhé. Đây gấp đôi lại như thế này đặt lên trên đây thì nó sẽ êm này, nó sẽ chuẩn này. Khi chúng ta lên cái form quần chúng ta không cần phải chỉnh sửa cái phần gì nữa nhé. Và chúng ta chỉ việc ráp hai cái đường sườn vào là chúng ta đem đi ủi thôi. Và bây giờ các bạn để lên đây cho mình như thế này. Sau đó các bạn may chặn ngang cho mình một đường ở chỗ này nhé. Chúng ta dở lên và chúng ta đạp cái đường thẳng cua thế này một phân ở cái đường túi nhá. Đây, mình đã xong cái phần túi quần. Các bạn nhìn cho mình này. Không cần phải chỉnh sửa, khi chúng ta lên cái túi quần chúng ta lật ra mặt phải và mặt trái từ đến cái đường túi quần này, mặt trong này, đường lượt trên lưng này và cho tới cái mặt ngoài nó sẽ êm như mình đã ủi rồi này. Đó, chúng ta may xong cái bước này chúng ta sẽ ráp tiếp nhé. Thì trong cái video này mình hướng dẫn các bạn cái cách các bạn mổ túi quần xéo êm đẹp và nhanh để cho các bạn tham khảo nhé. Video của mình tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.